chào các bạn ạ, à. sáng nay mình cũng tranh thủ đi tập thể dục đấy các bạn, khu của mình nó thoáng cho nên là mình thấy nhiều chim sẻ lắm, chim sẻ nó bay về đây, à, nó ăn nó ở và nó sinh sống quanh quanh khu vực này, này. chỗ nào nó cũng lùm tổ được hết chiếm nhỏ xíu như vậy nhưng mà <laughs> quanh quanh là bác quá trời của đất luôn được trước qua các bạn một số hình ảnh những người mà chuyên đi bắt chiên qua này chim sẻ nó nhỏ xíu nhưng mà cũng bắt về được bắt về thảo phóng sinh thì mình thấy được cái sợ nhất là vào quán nhạo Bác vậy nhưng mà con bán 3.000 thôi Còn chúng ta mua lại là 10 ngàn Còn vào quán nhỏ là 2 ngàn Đây là con đường Nam Việt Nam Ra một tí nữa là đường lớn rồi Chỗ này mình thấy có những cái Nhà nghỉ nè, khách sạn nè đó ở Đà Nẵng mình những khu tái định cư ấy, hồi trước là có đường 3 mét nam nữa đường 3 mét nam sau này chặt quá thành phố Đà Nẵng có chủ trương là mở rộng ra thành 5 mét nam có vỉa hè là phải xây thuộc vào tí đường nó rộng thì có vỉa hè nó nhỏ lại sau này là người ta làm đường 5 mét nam trở lên nhưng mà đường Nam Nam bây giờ mà thấy nó cũng chặt rồi Hồi đó tôi duy của các bác chúng ta là chỉ nghĩ Dân của mình là đi xe máy là ngon rồi <laughs> Từ xe đạp lên xe máy Nếu sân sần tí nữa là đi chiếc SH Ví dụ như nghĩ tới đó thôi Ai ngờ khoảng 10 năm sau Dân mình đi toàn ô tô không Ô tô thì đường Nam Nam nó quá chặt Hai chiếc đạo đổ là đi không được luôn Cho đây là các khu đô thị bây giờ người ta phê duyệt là thấp nhất là đường bãi Bắc Nam Phá Lây. Đó, đường các bạn thấy thoáng vô cùng luôn, rộng rãi thoải mái. Để vừa đi có cái chuyện gì hơi hai gửi đến với các bạn ạ. À. Hôm qua tất cả chúng ta đều biết có một cái hội thảo rất là lớn về bất động sản á. lớn nhất từ trước đến nay luôn á cái dài 6 tiếng đồng hồ từ 8 giờ đến 2 giờ chiều mới sao thành phần tham dự này mình thấy có một sự khác biệt so với những cái buổi hội thảo trước đó nhưng mà nội dung á, thì mình thấy cũng không có gì khác biệt lớn lắm những cái nội dung của các bộ á, cơ bản nó cũng giống như những cái nội dung trước đây có một cái hội thảo của ngành ngân hàng đó ngày 8 tháng 2 là có cái hội thảo của ngành ngân hàng mình thấy nội dung nó cũng như vậy rồi những cái đề xuất kiến nghị của hiệp hội bất động sản của các tập đoàn lớn bất động sản nó cũng giống như ngày hôm nay luôn thì khác đó là cái sự chủ trì của thủ tướng chính phủ những cái kết luận thì mình thấy dường như cũng xem như là đã biết rồi có thể nói rằng các kết luận thủ tướng chính phủ ngày hôm nay là một lời khẳng định nữa rằng những khó khăn của thị trường bất động sản thời gian vừa qua là các doanh nghiệp hãy nhìn lại chính mình thủ tướng nói rằng làm ăn có lãi là phải phòng những cái lúc làm ăn không có lãi. Những cái lúc khó khăn mà đòi có lãi thì làm sao được. Và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là hướng đến sự phát triển bền vững chứ không ai giải cứu ai hết. Đó. <laughs> Như vậy là rõ ràng rồi. Đó nhà nước sẽ không có dùng tiền bạc ngân sách để giải cứu thị trường bất động sản đâu còn có việc mà bơm tiền là nọ sẽ không bao giờ bơm luôn mà dẫn chứng là ngành ngân hàng đã đưa, ra số liệu đó là năm hai nghìn hai tuy thị trường khó khăn nhưng mà tăng trưởng tín dụng vẫn rất là cao Cơ cáo tín dụng nằm trong ngân hàng là 20% cho tao ít đâu. Mà tiếp tục bơm nữa là nguy cơ vô cùng lớn. Xem như là trái băng bám nó đã can rồi. Ngân hàng đã nhìn thấy trái băng bán này thâu tới đây dừng lại. Bơm nữa là nó sẽ nổ. hơn 800 ngàn tỷ còn nhiều lọ khác nữa là cộng vào biết bao nhiêu loại tiền lên đến hàng triệu tỷ triệu tỷ nó nằm ở bất động sản thủ tướng chính phủ nói rằng có việc mà xây dựng bất động sản là phải đi trình tự những cái mảnh đất đẹp ấy, là để dành cho đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh sau đó là cái chỗ đó nó hình thành dân cư dân cư có thu nhập rồi á thì mới xây dựng đô thị nó đi trình tự như vậy nhưng mà đằng nào là chúng ta làm ngược là hết à cứ thay mảnh đất mà đẹp đẹp là quốc mấy cái nhà cao tầng to đùng đẹp ngất ngai như trời mai bay dân đâu có về ở chưa hình thành khu dân cư chưa có gì hết. Cái đoạn mà anh Novaland đứng lên phát biểu kiến sang rồi Thủ tướng Chính phủ hỏi. Thế bây giờ tôi hỏi anh là cái chỗ phân thiết đó, có bao nhiêu người về đã? Ở? <laughs> đứng bánh luôn. Xây dựng toàn những căn hộ cao cấp, cái gì cũng cao cấp hết nhưng mà dân đâu có đâu thì ai sẽ là người về đó ở à? ý thủ tướng chính phủ nói là lao nay chúng ta coi trọng có việc xây dựng nhà ở thương mại rồi những cái gì cũng thuộc loại là trung cấp cao cấp để phục vụ cho một số nhỏ à, hay là phục vụ cho các ngành du lịch vậy đó người ta nghĩ có việc du lịch là phải phát triển để phục vụ cho những đối tượng này nọ cái đó thì đúng nhưng với điều kiện là cung cầu nó phải khớp với nhau trong khi dân Việt Nam là thuộc loại là đất nước thu nhập trung bình trung bình thấp đó chỉ có ba ngàn mái đô trên một năm thôi mà giá căn hộ là xây dựng đến 55 triệu đồng một cái vùng thì biết bao giờ mà có thể người dân mua được lâu nay những người mua đó là ai các bạn biết không chủ yếu là dân đầu tư người ta mua thôi và người ta chờ người khác mua lại và có người mà mua lại đó họ tiêu dùng thực không bao nhiều hết ngân hàng cho vay thì họ có mua lại đó ai cũng nghĩ rằng mua đó chờ một thời gian thì giá lên kích thích nhiều nhà đầu tư người ta đến người ta mua còn trong khi cái nhà bình dân á là hiện bây giờ đang thiếu rất là lớn thiếu trầm trọng luôn cho nên tại cái buổi hội thảo này thủ tướng chính phủ là chúng ta đang lệch pha lệch pha ở đây là lệch về cái nguồn cung so với cái nhu cầu sử dụng của người dân việt nam mình đó là sự lệch pha lệch pha thấy rõ luôn ngày hôm qua tại cái buổi hội thảo đó có cái đoạn ngân hàng nhưng mà báo thì là không có ghi ngày nay mình cập nhật lại thống đốc ngân hàng nhà nước nói rằng sẽ dành 120.000 tỷ đồng cho bốn ngân hàng thương mại cho vay cả nhà đầu tư và người dân á, hỗ trợ xây dựng và mua nhà ở xã hội quyết tâm rất là lớn đó lãi suất là giảm so với cái lãi vay chung trên thị trường là từ 1,5 đến 2%. Cái gói nào nó giống như gói 30.000 tỷ đồng năm 2013 đó, nhưng mà nó có khác đấy. Hồi đó là hỗ trợ lãi suất đến 4%, còn lần này là hỗ trợ từ 1,5 đến 2% thôi, thấp hơn. Ví dụ như lãi cho vay đầu ra của chúng ta là 12% một năm á. Thì giảm 2% thì còn được 10%, đó. quan trọng nhất là cái giá thành của nhà ở xã hội nó phải thấp muốn thấp được thì nhà nước phải coi như là miễn tất cả các loại thuế hết rồi quá trình phê duyệt dự án nó nhanh á nó không kéo dài đó, thì nó mới kéo được cái giá xuống chứ còn nó kéo dài có việc phê duyệt đang đảng vài ba năm sau đó thì tất cả những cái thời gian đó chủ đầu tư người ta cộng vào chi phí ấy, thành ra giá thành nó cũng không thấp hôm qua các bạn thấy là có có rất là nhiều cái ý kiến đề xuất của các chủ tập đoàn đó nhưng mà phần đa mình thấy <laughs> dường như là không khả thi Mà đúng y không khả thi luôn Thủ tướng kết luận là Mọi thứ nó rõ ràng rồi Ví dụ như là Novaland kiến nghị là Giãn nợ ra Thêm 2 năm 3 năm nữa Trước đây có một Có phát biểu là Kiến nghị ngân hàng nhà nước là giãn nợ cho các doanh nghiệp bất động sản giống như cái thời kỳ covid đó, ông ông lái cái thời kỳ covid ông lái ra ông làm ví dụ, nhưng mà nó khác, cái thời kỳ covid là ngân hàng nhà nước áp dụng chung cho tất cả các thành phần kinh tế, lần này là ảnh khó khăn, đi giãn nợ cho ảnh hai năm ba năm nữa thì các thành phần kinh tế khác người ta nhìn vào người ta lo làm sao, như vậy là phân biệt đấu xử. trong những lúc khó khăn là anh ưu tiên cho những anh đó còn tôi không khó hả? Tôi cũng đang khó khăn đó chứ doanh nghiệp xuất khẩu bây giờ là không có công an việc làm kìa xuất khẩu giảm kìa công nhân không có việc làm kìa sao anh không khoanh nợ anh không hoãn nợ anh không dẫn nợ mà sao mà anh dẫn cho bất động sản hay là bất động sản có này có kia không? đó rồi trong cái thời gian khoanh nợ dẫn nợ đó là anh ngân hàng ảnh vẫn trả tiền lãi cho khách hàng bây giờ ngân hàng lấy tiền đâu không bù vô bù vô hai năm ba năm nữa chắc ngân hàng à, tuyên bố phá sản luôn quá <laughs> đề xuất mấy cái thì mình thấy cũng chữ tài thì không có được đâu năm 2012 là cái Nam được dự báo khó khăn rồi nhưng mà anh vai đến mấy chục ngàn tỷ đầu tư nữa thì sao mà không bể được không bể với lạ trong khi các doanh nghiệp khác là người ta dừng vai tìm cách bán tài sản này bán tài sản kia anh vẫn còn tiếp tục anh vai giờ anh kêu đó là chưa nói chuyện mà dân đầu tư chứng khoán người ta biết rất là rõ mấy ông chủ tịch hội đồng quản trị rồi những thành viên hội đồng quản trị rồi người nhà của ổng rồi công ty con của ổng là bán cổ phiếu túc đang đời xanh đó rồi đợt vừa rồi là rất cho mấy chục cây sàn đó dân đầu tư cháy hết cho mấy ổng đổi cháy mà bán thoát hết đi cái vùng giá cao hết rồi mà nữa ôm có khi công ty nó bà là nói xin lỗi không dám nói ra đó nó bị ầm đó đó là nhà đầu tư cháy hết bà con cháy hết ngân hàng cháy hết nhưng mà cá nhân họ không cháy đâu ôm số tiền khẩm lồ trên đó đó nhân vả sáng tập dục khô này thoáng đã ghê mà. Sướng. có công viên này cô đường cái là chiều ngang bãi máy chiều ngang bảy máy chỉ sao hai mươi trăm bốn mươi vô làm nhà mình thích chiều ngang rộng rộng nhà thoáng ví dụ như mình trừ được cái đường lùng là mình mở cửa sổ rồi thoáng tiếc là thành phố đà nẵng mình lúc nào cũng năm mấy năm mấy chiều ngang rất là bí nhà nào mà được cái chiều sau thì chừa được có hiên phía trước hay là làm cái sân phía sau thì nó thoáng thoáng một tí còn không là phải làm cái giếng trời thôi chứ còn bó tay không có đường nào hết rồi còn có anh đề xuất là cái gì đó sắp tới tôi làm một cái dự án hình thành trong tương lai á nhưng mà tôi không có tài sản gì đảm bảo hết tài sản của tôi là dự án hình thành trong tương lai á, kèm theo có phương án mà cái phương án này là tôi khẳng định là nó có khả thi cho nên là tôi cầm của cái phương án và cái, <laughs> cái dự án của tôi là đề nghị ngân hàng cho vay 8.000 tỷ thầy các bạn như vậy là có được không một anh vay được á là sẽ có chục anh mà chục anh vay được là sẽ có hàng trăm anh vay như vậy rồi ngân hàng cứ cho vay thì điều gì sẽ xảy ra nguyên tắc ngân hàng là người ta cầm có tài sản thật có nghĩa là người ta cầm cái nhà kia kìa kè, kèm theo cuốn sổ đỏ nữa lỡ có sự cố gì là người ta bán cái nhà này nó có cuốn sổ đỏ mới bán được đúng không còn cái mà anh đề xuất là cái cái nhà đó nó chưa có nó hình thành trong tương lai có nghĩa là nó chưa có sổ nó chưa có giấy tờ nó chưa có gì hết chỉ là phương án kinh doanh tài sản cái nhà có đó nhưng mà trong tương lai 5 năm 10 năm sau mới có thì có ai giống cảm ơn các bạn có tiền các bạn có giống cho vai không cho vai sao được anh nói rằng anh vai tiền về anh sai nhưng mà anh sai xong rồi anh bán được không lỡ thị trường sáu xuống tôi không bán được thì cái tài sản của anh tôi luôn xử lý như thế nào có làm được không có bán được không bán không được không có sổ nhà nước đâu có cấp sổ đâu cháy không cháy đổ đóng tiền vào đó là chết ngay liền chứ đừng có nói chuyện mà tôi kèm theo cái phương án kinh doanh có tính khả thi cao là anh cho tôi vai anh vai 8 ngàn tỷ, thực tế anh xây dựng cái 6 ngàn tỷ, còn 2 ngàn tỷ anh rút rụt biết đường đâu sau này anh thả giữ trời mai tháng ba ngân hàng cũng chết luôn nhà đầu tư đóng tiền vô đó cũng chết luôn ngân hàng bây giờ họ mới giữ an toàn hệ thống chứ ông nào cũng là như vậy thì ngân hàng chỉ có bể là lên thôi tiêu tan hết trơn á anh đề xuất mấy cái mà mình không phải là <laughs> dân kinh tế gì mà, cao siêu nhưng nhìn qua là thấy không ổn rồi nói về khôi phục thị trường bất động sản á, mình cho rằng á, và mình thấy đây là cái định hướng xuyên suốt luôn á, đó là phát triển nhà ở xã hội người dân được vai và mua những cái nhà ở xã hội đó thì xem như đó là một hình thức có vốn mồi đó làm cho thị trường nó sôi động những cái phân khúc thấp như này nè nó tạo thanh khoản để dòng tiền nó chạy cái đã mọi thứ nó chạy dần 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 nó có thanh khoản để cho đồng tiền nó luôn chuyển rồi các chủ đầu tư thay vì xây dựng những cái căn hộ cao cấp sai xong để đó thì bây giờ sai những cái nhà ở xã hội nó có tên khoản là doanh nghiệp có dòng tiền à. rồi người dân có điều kiện người ta mua những cái căn nhà đó ở ổn định về tư tưởng tinh thần an sinh xã hội và một điều đặc biệt nữa mà các chuyên gia người ta đều nói và Thủ tướng Chính phủ cũng đã kết luận rồi. Làm ăn có lãi là phải nghĩ đến những lúc không có lãi. Trong những lúc khó khăn này mà đòi có lãi sao được. Điều đó chúng ta hiểu là mấy anh phải dọn cái giá bán xuống Chứ còn bây giờ ôm cứ khư đó thôi được Đúng không? Đúng không? Đâu rồi mình chia sẻ với các bạn có một ý kiến của chuyên gia kinh tế gì đó ông nói ra là ba cái lý do các doanh nghiệp cạn tiền nhưng mà vẫn quyết không dọn giá bán một phần đó là cầm cố ngân hàng bây giờ mà dọn giá bán là ngân hàng kêu tới cái âm dọn giá bán thì có giá trị ông cầm đây nó xuống rồi ông đưa thêm tài sản cắn cho tôi vô không là tôi xách cái tài sản của ông rồi tôi bán mà bây giờ mới ông cậu gì đâu hết trơn rỡ cho nên là phải cố à, cố giữ cái thứ hai mà lý giải nữa là khi mà mấy ông bán ra cái ông F1 á là cái giá nằm như thế như thế nào rồi Và đợt sau bán hạ xuống là ảnh hưởng đến cái ông F1 ảnh hưởng đến những nhà đầu tư trước đó mua rồi á tại vì những người nó sẽ lỗ cho nên là phải cố gắng giữ cái giá như thế này là để bảo vệ các nhà đầu tư đã từng tham gia mua bất động sản của ông Tây à, lý giải như vậy đó thì cho dù nguyên nhân nào đi chăng nữa nếu tình hình không cho vai đầu tư giống như hiện nay và cái lãi suất nó kéo dài doanh nghiệp thiếu dòng tiền thị trường không có thanh khoản đến lúc nào đó thì cũng phải hạ giá hạ giá thì mới tồn tại ngoài có nguyên nhân đó mình mình đánh giá như thế nào các bạn nè các doanh nghiệp vì sao mà họ chưa có chịu giống sao là vì họ có niềm tin vào thị trường bất động sản Việt Nam. Họ có niềm tin rằng những cái vị trí mà đẹp nhất là bây giờ người ta giữ trang rào. À, mấy ông kia, mấy ông có tiền là mấy ông cũng không có những cái vị trí ngon như tôi đâu, tôi giữ trang rào thì chảy đâu. Người ta có niềm tin nữa là cái nhu cầu đầu tư của dân Việt Nam mình rất là lớn lớn lắm dân đầu tư mình có bao nhiêu tiền rồi cũng sẽ đầu tư bất sản rồi người, người, ta có niềm tin là lệch cung cào nó cái, uh... cái nguồn cung bây giờ là hạn chế mà có cào là đang rất là cao cho nên thế nào là giá nó cũng lên thôi chạy đạo và họ cũng có niềm tin rằng đây là một cái thời kỳ gian khó của thị trường bất động sản nó cũng giống như những thời kỳ trước thôi cái giai đoạn nào mà cố gắng cầm cự thêm thời gian nữa thì mọi thứ nó sẽ qua thì tất cả nó sẽ lành lại mình giữ những vị trí đẹp ngon lành thấy rõ thì chạy đau nữa thì thôi cố gắng mình cứ giữ đi tầm tầm khoảng 2 năm 3 năm sau mọi thứ nó ổn định thì giá nó là lên thôi dạ gì ta vẫn thá bất động sản đâu rồi có cái chị gì của sau vi hà nội mình có bàn chia sẻ các bạn đó chỉ kêu là các doanh nghiệp bất động sản không dạ gì à, bán cái bất động sản giá thấp Có giá gì cũng phải ồn tại vì Chỉ nói chị phân tích rằng doanh nghiệp mà bán hết đất cát rồi thì còn cái gì để bán nữa không còn gì nữa cho nên là quyết ồn À, gọi là chết là cũng phải cố thủ răng hầm đó để xem như thế nào thôi chứ để coi thử là đợt này là bất động sản nó giảm không để xem thử chứ còn ngân hàng nhà nước thủ tướng chính phủ là chỉ đạo xuyên suốt sẽ không bơm tiền cho lĩnh vực bất động sản không bơm tiền cho những dự án xây dựng những cái căn hộ cao cấp trung cấp vậy đó sẽ không bơi nữa đâu và chỉ xem xét cung cấp tín dụng cho những cái dự án đầy đủ về pháp lý có giấy tờ hẳn hoi có đề án phương án có quyết định phê duyệt nói chung là những cái vấn đề gì về pháp lý ấy, từ có khao thi công xây dựng hoàn thiện là phải đầy đủ hết và điều quan trọng nữa là ngân hàng sẽ thẩm định có tính khả thi của dự án này ông xây dựng xong rồi ông có bán được không chứ còn bây giờ ông có nói thiết à, thuyết minh trong phương án là ngon lành lắm Ồ, bán cái này bán cái kia rồi cũng vẽ và quan trọng nhất là bán được không nữa bởi vì cốt lõi của ngành ngân hàng người ta cho vay không phải là người ta trong các anh doanh nghiệp nó sụp đổ xong rồi đi bán cái tài sản cực khổ lắm không, không có dễ đâu để hóa giá một cái tài sản vô cùng bất quả. Trong sao bán trả nợ cho tôi là ngân hàng thích lắm. Không có ai đi làm mấy cái việc đó. Thôi. Cực chẳng đã. Nói tóm lại. Có hậu nghị ngày hôm nay các bạn nè. Những thông điệp. Của những người lãnh đạo. Của các bộ ban ngành. Và thủ tướng chính phủ là rất rõ ràng và qua các buổi hội nghị này nhấn mạnh lại một lần nữa là các doanh nghiệp phải tự gỡ khó cho chính mình bằng cách nào thì cũng đã gợi ý rồi giảm giá đây rồi bán thu tiền giải phóng bớt những cái tài sản đó đây trong những lúc khó khăn là cũng phải biết chia sẻ phải biết lỗ chứ sao lúc nào cũng là được còn nhà nước chỉ hỗ trợ về chính sách chung và sự phát triển này là mang tính chất bền vững chứ không giải cứu riêng cho thị trường bất động sản thông điệp là rất rõ ràng đó các bạn rồi ngày nay đi tập thể dục cũng tranh thủ cập nhật lại một số ý bữa hội nghị ngày hôm qua gửi đến mất bạn như vậy rồi với bài chào các bạn ạ à.